Anh bơi hồ bơi đó ở đâu? Lớn hay nhỏ? Hồ bơi lớn. Ở đâu? Ở Vũng Tàu. Có nhiều người hay không? Nhiều người. Không mặc gì cả luôn. Không mặc gì cả. Có nữ không? Có nữ không? Lúc ở dưới rồi. Rồi với ai hả Vinh? Ở dưới hồ bơi. Ủa sao Vinh? Ủa hỏi hồi tự nhiên hồi Hùng Thành quánh ghen luôn vậy. Lúc đó anh ở dưới hồ bơi một mình. Có ai ngồi trên bờ nhìn anh không? Kệ người ta. Em hết quyền hỏi rồi. Anh được quyền đó. Đúng không vậy? Hỏi nhiều quá vậy. Cá cược. Đó là hạnh phúc của gia đình các anh chị, chúng tôi không liên quan. Kiểu cá cược. Cho em hỏi một câu nữa. Trong cái hồ bơi đó anh không mặc đồ, anh bơi chặn đường bao xa? Em quan tâm cái chuyện nhiều quá. Cá em nó khó nghĩ. Chính không mặc anh bay cái đoạn. Ủa lộn. Cho em hỏi anh cái chạm đấy không luôn đi. Anh bơi cái đoạn đường đó bao xa? Anh em cứ nói là cái là thật đi. Còn cái hồ bơi mà bao xa, trời ơi, hồ bơi người ta có 20 mét thôi. Thường là mấy cái mà ghê ghê vậy là thật á.